Và vào ngày 22 tháng 7, Bộ Y tế đã có đề xuất hỗ trợ ngành y tế các tỉnh Tây Nguyên về công tác khám và điều trị bệnh bạch hầu. Hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đã ghi nhận 108 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, trong đó đã có 3 ca tử vong. Hiện công tác điều trị bệnh bạch hầu đang gặp nhiều khó khăn khi nguồn huyết thanh kháng độc tố bạch hầu khan hiếm. Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, thiết bị máy móc và nguồn nhân lực còn hạn chế. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh Tây Nguyên cần nâng cao vai trò của các tuyến điều trị tại địa phương, nhất là các tuyến cơ sở, phải có kế hoạch cụ thể để báo cáo Bộ Y tế về nhu cầu trang thiết bị, thuốc men, đảm bảo phục vụ cho công tác điều trị và dự phòng bệnh bạch hầu để được hỗ trợ. Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở vi sinh trên cả nước làm kháng sinh đồ để có thêm các loại kháng sinh phục vụ công tác dự phòng bệnh bạch hầu. Đối với khó khăn của các huyện địa phương, Bộ Y tế sẽ có kế hoạch hỗ trợ các tỉnh khu vực Tây Nguyên triển khai công tác hiệu quả điều trị và dập dịch bạch hầu.